Mò được con nào chứ mấy đứa? Không, cái này nè là mình chơi giống như dân chuyên nghiệp, nó quăng ra tốt xa, kéo từ từ. Mà nói chung nó chịu khó đợi cái mồi nó giật giật đi, chứ không chắc tên hoàng cá cũng biết nó tự để chạy. Thiệt, tôi có đó giờ câu hoài biết cái phao phải lặn xuống hẳn luôn á, mà cá lòng tông nó giật cái phao hơi bị khó. Không thấy gì thấy nó đẹp thấy vậy. bơi Bên bên kia kia kìa, bên kia có mồi Triết cố đấm ăn xôi quá Triết. đấy mình coi sao nắm được lấy cây đi giờ bà làm sao quăng luôn cái mồi á. Rồi hai cùng dính vô nhau. Đừng, Thư bình tĩnh thôi, chưa ủa nó không nãy thấy thấy có gì ấy chìm hẳn luôn. Lúc này trả lái tôi cũng thấy nè, bây giờ nó khôn quá mà nó khôn bằng tụi nó. Cá lồng tông. Ờ. Nó ăn con có biết rồi. Giật giật mà mình không biết. Dìm hẳn luôn chung. Chết mẹ, mới thấy cái bỏ xuống tiền nó nặng. Đúng. Thì đó, ừ nãy tôi cũng thấy nó nặng xuống. Ai cũng thấy hết. Là cầm thử lên thử trải nghiệm thôi. Tao không thấy được cái mồi đó ở đâu. À đây thấy rồi. Gì vậy? Thấy ghê quá thôi vậy. Ý kia nó kìa. Ủa, xin lỗi. Mất rồi, mất rồi. Hàng chê tao nặng thiệt á. Không đúng đèn nó giật nè. Thôi ông biết ông làm màu rồi. Đứng nó làm gì vậy? Đi chơi. Thôi mày thấy nó nặng nặng đúng không Huy? Ừ, chắc ly ra tay. Nó đi rồi. Huy ra đây nè Huy. Chắc ly liên quan gì tới câu cá. Tôi chắc ly có đầu câu cá đâu. Rồi chắc ly là tôi nghe. Ờ Huy có để điện thoại trong túi không? Lấy ra đi có gì té điện thoại không hư. Không có để cục sàn. Đập đá express music mà. Nó cắm đổ xuống thật nè. Ráng lấy con cá mà lấy không được. Lưới thủng mà. Nó lấy đầu không thủng hả? Xe bên trái chúng thủng chứ. Xe đi 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 vàng ở trái. Vàng trái như bên đó là gì có. Xe lại thấy nó lầm bỏm hả? Eo. Bỏm cái đít. Em mấy bạn xuống đây bơi đi. Hả? Cha. Cha cái đít. Là mèo. Hầu mẹ. Nè mấy con cá nhỏ xíu xíu à tôi nhìn thấy mày đó đó thấy không? Thằng cá gì vậy? Nhìn cũng thấy. Đó. Cái con run á. Đó. Đó đó. Đó thấy không? Thấy không? Đó, đó, đó. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đó. Đó. Tự nhiên nó có hướng đâu. Rồi đó. Đó đó. Mà tụi mày câu được mấy con giống vậy không? Sao tụi mày cũng ra đây tụi mày câu nè. Tại mày đứng đó. Tại mày đứng đó. Đơn giản. Rồi đấy đi câu chẳng có ai đi cùng nhau hết. Để vậy mấy con này nhảy lên đớp. Giống mấy con cá heo.